Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Nhạc lá Bồ Đề. Kính mời quý vị theo dõi vai trò nhà báo liên quan đến sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chính sách chống cộng sản của chế độ đệ nhất Cộng Hòa để kết thúc phần chương trình về giai đoạn lịch sử báo chí thời đệ nhất Cộng Hòa, chuyển tiếp sang bối cảnh với nhiều sôi động, thăng trầm của miền Nam Việt Nam dưới thời đệ nhị Cộng Hòa. Qua phần 6 tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa về lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn với nhà báo Phạm Trần do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Dạ thưa nhà báo Phạm Trần, bây giờ thì chúng ta hãy nhìn lại cái vai trò của báo chí Việt Nam trong cái giai đoạn mà có sự can dự của Hoa Kỳ và Việt Nam. Thưa ông, là một nhà báo thì ông có nhận định như thế nào về sự can dự của Hoa Kỳ Việt Nam với sứ mạng là giúp Việt Nam trở thành một tiền đồn chống cộng, ngăn chặn làn sóng đỏ tràn xuống vùng Đông Nam Á? Nhưng mặt khác, Hoa Kỳ đã lấn át vào chính sách chính trị quân sự của Việt Nam Cộng Hòa lãnh đạo bởi Tổng thống Ngô Đình Diệm để đưa tới cuộc đảo chính một tay tháng 11/63 và thảm sát Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì với cái nhìn của ông nhận định như thế nào? Thật sự là vai trò của Hoa Kỳ dưới thời đệ nhất Cộng Hòa không nhiều. Lúc đó thời đệ nhất Cộng Hòa chưa có quân đội Hoa Kỳ, mà chỉ có một số cố vấn Hoa Kỳ mà thôi. Thứ hai nữa là chính phủ đệ nhất Cộng Hòa tồn tại là do viện trợ của Hoa Kỳ. Thì nói một cách bình dân là khi mà người ta nuôi mình ăn, người ta bảo vệ an ninh cho mình, thì tất nhiên là người ta sẽ có ảnh hưởng. Ảnh hưởng nhiều hay ít thì chúng ta thấy là chính tình của miền Nam từ năm 1954 cho đến khi cuộc đảo chính và cho đến sau này đều hiện rõ ràng lên là chúng ta một dân tộc nhỏ, một nước không có mạnh, một nước mới lớn lên, chưa có tài nguyên, chưa có lực lượng quân đội, chưa có thể làm ra vũ khí để tự bảo vệ mình, chưa có một nền kinh tế có thể tự túc được, thì tất nhiên chúng ta bị ảnh hưởng. Và chính sách của Hoa Kỳ là muốn miền Nam đứng vững, và muốn miền Nam đứng vững thì họ chỉ ủng hộ những người đi theo họ mà thôi. Cái điều đó là cái điều hết sức là dễ hiểu. Cho nên rằng là những cái điều về sau này, Mặt trận Giải phóng miền Nam hay là Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng là chính quyền Ngô Đình Diệm cũng như là các chính quyền sau này của Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa đều là tay sai của đế quốc Mỹ, đó là một cái nhận xét hết sức là hồ đồ, hay nhận xét hết sức là chủ quan và không công bằng. Vậy thử hỏi ở miền Bắc có lệ thuộc vào Trung Cộng, có lệ thuộc vào tài chính, vũ khí, đạn dược và sự huấn luyện bảo vệ của Nga và Trung Cộng trong suốt thời gian chiến tranh hay không? Họ nói mà họ không có nghĩ. Mà khi mà chúng ta nói lại đó thì họ không có cãi, thể nào cãi được. Thành ra nói chung lại, toàn thể dân tộc Việt Nam, toàn thể nước Việt Nam dù là thời quốc gia hay cộng sản, cũng là một cái nước nhỏ, cũng là một cái dân tộc nhỏ, phải chịu áp lực, phải chịu ảnh hưởng của các cường quốc, có thế thôi. Dạ như vậy thưa nhà báo, như những gì mà nãy giờ nhà báo trình bày đó, thì trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy về vấn đề chính phủ và lãnh đạo ở miền Nam với cái sự ảnh hưởng của Mỹ đó, thì chắc là các tờ báo miền Nam chắc cũng khó mà nói tới cái khía cạnh mà nó có tính cách nhạy cảm như vậy. Vâng, đúng như thế. Yeah. Nói nhìn chung lại đó thì báo chí chỉ có loan tin. Mà trong hai cái chế độ đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa thì báo chí làm cái vai trò thông tin nhiều hơn là bình luận.
bình luận cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu cả, là bởi vì vai trò của quân đội lớn quá, là bởi vì cái vấn đề gọi là bảo vệ an ninh quốc gia thuần phong mỹ tục đó đã được áp dụng cho báo chí từ thời đệ nhất sang đệ nhị Cộng hòa. Đệ nhị Cộng hòa, thành ra các cái lý do đó đó đã giúp cho chính quyền có một cái dụng cụ, có một cái vũ khí để mà kiểm soát báo chí, kiểm soát người làm báo. Thành ra làm báo trong cái giai đoạn chiến tranh hết sức là khó khăn lắm, hết sức là tế nhị. Đó, thành ra tự chung lại đó, là những người làm báo rất khổ, khổ lắm, từ thời đệ nhất cho qua đệ nhị Cộng hòa đó anh Công. Dạ thưa ông vừa nhắc tới đệ nhị Cộng hòa, kính mời ông và quý vị khán thính giả, chúng ta sẽ bước vào một cái giai đoạn phức tạp hơn và có nhiều biến cố thăng trầm hơn của miền Nam Việt Nam vào thời đệ nhị Cộng hòa. Ok. Bước qua từ sang cái thời đệ nhị Cộng hòa thì cái sự phát triển báo chí, thí dụ như là số lượng phát hành, có bao nhiêu tờ báo, ký giả, phóng viên, hãng thông tấn của thời đệ nhị Cộng hòa khác với thời đệ nhất Cộng hòa như thế nào thưa? Cái đời thời đệ nhị Cộng hòa đó, chúng ta phải nói là từ năm 1964 cho đến năm 1975. Thì trong cái khoảng thời gian đó, đó có hai cái khía cạnh nói về báo chí. Dưới thời của Đại tướng Dương Văn Minh đó, không có cái gì đặc biệt cả. Chỉ nối tiếp báo chí thời đệ nhất Cộng hòa. Nhưng mà báo chí tự do hơn, được thông tin một cách thoải mái hơn, miễn là không có vi phạm đến an ninh quốc gia, đừng có tuyên truyền cho Việt Cộng, chỉ trích chính quyền lúc đó được chỉ trích. Sang đến thời năm 1965 là khi hồi nãy anh Công có đề cập tới cái chuyện quân đội Mỹ vào Việt Nam đó. Quân đội Mỹ vào Việt Nam đổ bộ lên bãi biển Đà Nẵng năm 1965. Và lúc đó là cũng là cái thời gian mà chính phủ quân nhân ra đời. Ủy ban lãnh đạo quốc gia do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu. Ủy ban hành pháp trung ương, tức là thủ tướng, do Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đứng đầu. Thì hai ông tướng này lập thành một cái hội đồng lãnh đạo quốc gia. Và chúng ta nên nhớ là năm 1964 xảy ra cuộc chỉnh lý của ông Trung tướng Nguyễn Khánh. Ông Trung tướng Nguyễn Khánh ca tụng báo chí một ngòi bút là một sư đoàn. Câu nói lịch sử của ông Trung tướng Nguyễn Khánh đối với báo chí chúng tôi, anh em báo chí hả dạ lắm, thích lắm, hoan nghênh Trung tướng Nguyễn Khánh. Ông ấy tuyên ngôn, ông ấy đưa ra cái tuyên ngôn Vũng Tàu. Nhưng mà ông Nguyễn Khánh thật sự ra ông ấy là cái người võ biển. Ông ấy hăng tiết Việt. Ông ấy muốn làm chính trị nhưng mà ông không có đầu óc chính trị. Mà ông ấy cũng gây bè, gây phái. Ông Kỳ với ông Nguyễn Khánh thân nhau lắm. Mà chính về sau ông Kỳ hất cẳng ông Nguyễn Khánh và đuổi ông Nguyễn Khánh ra nước ngoài. Được cái thời ông Nguyễn Chánh Thi cũng thế. Sau 1963 là ông Nguyễn Chánh Thi từ Cao Miên đi về Việt Nam trở thành anh hùng, trở lại làm tư lệnh quân đoàn 1. Nhưng mà về sau cũng chính ông Nguyễn Cao Kỳ đá ông Nguyễn Chánh Thi và coi ông Nguyễn Chánh Thi là người thối mũi. Là bởi vì ông Nguyễn Chánh Thi là cái người cứ xía vào chuyện người này, xía vào chuyện người kia. Thành ra hồi đó chúng tôi báo chí đó thì cứ nhờ vào những cái câu tuyên bố nó có vẻ bất thường, nó có vẻ khôi hài để mà chế giễu ông Nguyễn Chánh Thi, lấy ông Nguyễn Chánh Thi làm một cái biểu tượng, là một cái hình ảnh chế giễu những ông bà khác
cũng thối mũi vui vẻ lắm. Thành ra cái đấy, nhưng mà cái nền báo chí thời đại nhị Cộng Hòa rất là lung tung.